Chào mọi người, quay lại kênh máy phân cũ của mình nhé. Đây, hôm nay mình có một số máy như thế này, giới thiệu tới mọi người nhé. Đây, đầu tiên mình có con máy này, thân máy vỏ pin. Con này là Nati EZ7200, dòng này là không trổi than Nati 12V nha mọi người. Máy rất là đẹp, đầu không hề rơ rác, có bộ nút bấm ở dưới đây rất là đẹp này. Ok, nó có nhiều chế độ nha mọi người. Nút bên này bật đèn này đó. Cục pin này thì nó còn chạy luôn nên mình để như thế này, nhưng mình chỉ bán vỏ pin thôi nha mọi người. Còn mọi người mua về chạy được thì chạy, chạy được thôi, mình không quan trọng. Ở bãi nó còn chạy thì mình để về thôi nha mọi người, mình không có báo pin đâu nha, vỏ pin thôi nha. Máy rất là đẹp nha mọi người, hàng này đúng hàng sưu tầm luôn đó. Con này số 1. Thân máy vỏ pin 13,2 nha mọi người. Số 1. Rồi, số 2. Số 2 ở đây là một con Nati EZ7202. 7202 con này không phải là không đổi than, nhưng nó cũng có số chỉ được số chỉnh số ở dưới này. Ở sau này nó có cũng có một cục 5 chấm để khiển nha mọi người. Ở đây có một cái mạch của nó này, nhưng mà con này phải không đổi than nha, có đổi than nha. Đó. Máy rất là đẹp nha mọi người. Đó, nó đi kèm một cái vỏ pin Nati 12V. Nhưng cái vỏ này thì như là vỏ của Trung Quốc đóng hay sao á, chứ không phải là vỏ zinc. Vỏ này ở chỗ này bị nứt rồi này. Nhưng mà tại vì mình thấy là cục pin này nó đang còn chạy nên mình bỏ vào đây cho mọi người. Đó, nó chỉnh số này. 2 3 16 số cho mọi người. Đó, 1, 2, 3 này. Đó, mình thấy nó còn chạy nên bỏ vào đây cho mọi người nhé. Đây, thì mình không có báo pin nha mọi người, mình chỉ bán vỏ pin thôi nhé. Con này thân máy vỏ pin bán 800 7202, made in Japan, máy rất là đẹp. Số 2. Số 2 thân máy vỏ pin 800. Ok. Rồi, số 3. Số 3 ở đây mình có một con này là nó bị mất tem rồi, nhưng mà của nó là 7548 nha mọi người. Giờ nó có chỉnh búa này, không búa này. Bị trượt đấy nha mọi người. Để có nhanh chậm này này. Cái nút nhanh chậm này nó hơi cứng, máy mình chưa vệ sinh, về mọi người vệ sinh lại nha mọi người. Đó, máy mình chưa vệ sinh, về mọi người vệ sinh lại nhá, nó hơi cứng nha mọi người. Đó, về mọi người vệ sinh này xíu này, để thử nha mọi người. Điều tốc thẳng ok, đảo chiều ok. Cái này đáng bị cứng rồi. Đây mọi người vệ sinh này nhé. Đây, con này thì có 21 cấp trượt nha mọi người. 21 cấp trượt, một cấp khóa. Đầu rơi nha mọi người, đầu rơi nhá. Ok. Rồi, con này thân máy mình bán 650 nha. Sao chị nóng chưa diễn nè.
số 3 thân máy 650. Ok. Số 4, số 4 ở đây mình có một con Hitachi không chổi than 14V. Ok. Cái nút này bị ghi giấy ở phía trên này, vẫn bấm bình thường nha mọi người. Nút này nút đen như vậy. Máy con rất là đẹp, không chổi than nha mọi người. Đâu không rơ á. Đó, máy rất là êm. Nút này bảo pin, ok. Nút này bật đèn, ok. Đâu không rơ á. Tháng đảo kia ok, 4 cấp chỉ được này. Đó, ok nha mọi người. Con này thân máy mới bán 850 nha mọi người. Số 4, thân máy 850. Năm ở đây mình có một con khoan Hitachi không chổi than, con nó bị hư. Vỏ thì nó bể như thế này này. Đây vỏ bị nứt như thế này nha mọi người. Đầu kẹp 13 gì auto lock, con nó bị hư rồi. Bị hư rồi nha mọi người. Bạn về mọi người ở Phúc Kiến thì riêng cái đầu mọi người đã bán được 100.000 rồi, từ 250 300 250 300 chứ nữa. Thì mọi người cũng dư tiền rồi nha mọi người, chưa kể là mọi người sửa được nhá. Mình chỉ bán về mọi người ở Phúc Kiến thôi. 5 350. Ok. Số 5 350. Số 6. Số 6 ở đây có một con bơ ông Panasonic 1418. Ok. Đầu cứng. Này, cục pin này á, con máy này là của anh khách anh gửi bán. Máy này người ta đã sửa rồi, đã sửa rồi nha mọi người. Nó thì hiện tại nó chạy bình thường, nhưng mà máy đã sửa rồi nên mình không có bảo hành đâu nha. Đây, khách gửi mình bán. Cục pin này người ta đóng 18V 4A này. Đây. Cái máy này không chổi than nha mọi người. Máy rất là êm. Ba cấp chỉ được. Bật đèn. Tắt đèn. Máy rất là êm nha mọi người. Đó. Pin đóng mới. Pin này người ta đóng rồi 4A 18V. Máy không chổi than 14 18V. Chưa. Rồi. Con này thì là cả pin máy đâu mình bán 1 triệu nha mọi người. Số 6. 1 triệu. Quá rẻ cho một con không chổi than 14 18V cả pin nha mọi người. Bố ống nữa. Đây, ở đây mình có hai con Hitachi. Con này thì con khá là mới. Đây, ngoài hình như thế này. Bốn chạy đâu rồi? Máy mạnh nha mọi người. Đó, phun chức năng. Đâu không rơ à. Ok. Con này thân máy vỏ pin bản 400, Hitachi 12V. Này. 6 7. Thân máy vỏ pin 400. Ok. 8. Đây một con bản vịt Hitachi nữa. Con này 12V DM2. Đâu không rỡ nha mọi người. Ok. Đâu không rỡ. Ngoài hình máy ổn. Đây. Máy mạnh. Đưa tóc thẳng ok. Đào kia ok. Máy mạnh nha mọi người. Con này thân máy vỏ pin mình bán 420 nha mọi người. 12V DM2. Số 8.
420 thân máy vỏ pin nha mọi người. Đó. À, số 9. Số 9 ở đây mình có một con boss 14.4V. Boss 14.4V nha mọi người. Đó. Đâu cứng rơ này. Được chưa? Cái vỏ pin này á thì mình thấy pin nó con trai rất, mình chỉ bán vỏ pin thôi, mình nhắc lại mình chỉ bán vỏ pin, mình không báo sai nha mọi người. Con chạy này mình bỏ vô đây cho mọi người thôi. Điều tốc thắng đảo chiều chân pin là đang con dớ nha mọi người, này đang con dớ với mọi người đánh chui cái chân pin nó sạch nhá. Đó, cái chân pin nó đang dơ, với mọi người đánh cho nó sạch xíu. Cụi này. Cục pin thì con rất là mạnh, nhưng mà cái chân pin này nó đang dơ mọi người đây. Về mọi người vệ sinh này nhá. Máy thì mình chưa vệ sinh nha mọi người. 14.4V. Mình chỉ bán vỏ pin thôi nhá. Rồi, con này con số mấy đây? À, số 9. Thân máy vỏ pin 550 nha mọi người. Chín, 10 cũng là một con 7548 như con hồi nãy nha mọi người. Đâu khá là cứng, hơi nhít một xíu thôi, mất té mất rồi. Dạ rồi, ok. Đưa tóc thẳng ok nha mọi người. Nhớ chân nè. Đó. Búa, không búa. 21 cấp trượt, 1 cấp khoan. 2 chế độ nhanh chậm, có búa, không búa. Ok nha mọi người. Đây. Con này mới bán 600 nha mọi người, thân máy 600. Số 10. Thân máy 600. Ok. Rồi, 11. 11 ở đây mình có một con cưa Nati. Con này thì lưỡi hư rồi, mình chỉ bán thân máy thôi. Không có vỏ pin cũng có lưỡi nha mọi người. Lưỡi này thì mình bỏ làm biển tháo ra. Lưỡi này 1 tấc 35. Ok. Đây. Con này 15.6 nha mọi người. Này. Bàn con khá là đẹp. Thẳng. Ok. Nâng hạ lưỡi bình thường. Máy con đẹp. Dương dưới âm trên. Ồ, con này còn thẳng lên nha mọi người. Đó, có thẳng lên. Con này có cái nó bị mẻ ở đây xíu này. Bàn rẻ cho mọi người này. Không ảnh hưởng gì tới quá trình sử dụng nha mọi người.
thân máy là 400 nha mọi người. 400. 15.6 khá rẻ. 11. 400. 12, 12 ở đây mình có một con bắn vịt mini. Con này hình như là 21 cấp ngắt được chứ không phải trượt đâu này. Bắn vịt mini 6225. Ok. Na tí nha mọi người. Đó. Được, 3.6. Con này thì pin nó xấu lắm. Hôm bữa mình có thả ra mình test thì ok rồi, mình báo sống nha mọi người. Đó. Đầu này hình như kia đầu ngoài này đầu bọc thép không rỉ này. Ok, máy chạy báo chạy ngon cho mọi người. Cái này 12. Thân máy 350 nha mọi người. 12. Thân máy 350. Mười ba đây là con khoan Ryobi 12V, đầu kẹp 10 ly. Ok, thân máy có pin dưỡng dưới âm trên. Đèn sáng này, máy mạnh này, hai chế độ nhanh chậm, 20 cấp trượt, 1 cấp khoan, hai chế độ nhanh chậm nha mọi người. Rồi. Chưa? Con này thân máy vỏ pin bán 400 nha mọi người. Thân máy vỏ pin 400. 13 400. Ok. 14. Ở đây mình có một con khoan bê tông không chổi than Makita 18V, 4 chức năng. Con này á, máy rất là đẹp, chỉ có một điều duy nhất là cái chỗ nhựa này này, đây nhựa chứ không phải là sắt xỉa cái chứ nha mọi người. Khi mình để á nó bị hang nó đan rồi, nó bị dập chỗ này, không ảnh hưởng gì tới quá trình sử dụng của máy nha mọi người. Đây. Ok, 4 chức năng. Đó. Đây. Đó. Không chổi than nha mọi người. Bình thường thì con này mình, con này 244 là đời mới. Bình thường con này thì mình sẽ bán 3.5 triệu. Máy rất là mạnh nha mọi người. Đó. Nguyên vinh, máy rất là mạnh. Đưa đó thẳng ok. Con này gọi là bả đào của anh 18V không chổi than đây. Đó. Được. Ok. Con này thân máy mới bán 3 triệu nha mọi người. Chỉ vì nó dập đó xíu mới bớt ra 300 ngàn. Đó, chân máy thì con rất là đẹp, tem cũng con ok nha mọi người. 14. Thân máy 3 triệu. Không chổi than nha mọi người. Rồi, 15. Ở đây mình có một con Hilti TS6A36. Máy rất là đẹp, không đục lỗ, không gì, không bắn đính gì hết nha mọi người. Máy rất là đẹp nhá. Đó. Máy rất là đẹp. Máy đẹp nha mọi người. Đó. Mình xin nhận máy là máy đẹp nhá. Ok. Con này cũng 4 chức năng. 36V. Không chổi than nữa nha mọi người. Búa này, đục xoay mũi này, đục không xoay mũi này. Ok, máy rất là đẹp nhá. Con này có số 15. Thân máy bán 3 triệu nha mọi người. Máy rất là đẹp.
Rồi 16, ở đây mình có một con bàn vít QT 22V không chổi than. Đây nó bị dập bể cái chân thử rồi, mình không có thử đâu. Ok, mình bảo có như máy hư nha mọi người. Đây con này mình bảo có như máy hư không có thử, 500 nha mọi người, không chổi than, QT 22V, 3 cấp 9 được. Bạn có như máy hư nha mọi người, 16 500. Bạn sạc thôi nha mọi người. mười bảy ở đây mình có một con bô đông Hilti không chổi than 14V, con này bị rớ đầu đó, bị rớ đầu nha mọi người, rớ thì về mọi người đóng bạc lại hết mấy chục ngàn đó. Ok, ba cấp chỉ được. Ok này, đầu hơi rớ này. Ok đó, nhích mình mới thấy. Rồi con này rỡ đâu mình bán thách máy 800 nha mọi người, 800. Con số 17 16 chứ, à 17, thân máy 800 nha mọi người. Rồi 18 ở đây mình có một con máy mai Hitachi có chổi than 18V nha. Tôi chỉ ngành 1 này. Ok, máy thì cũng con khá là ok. Được chưa? Đâu con mới này. 18V. Có chổi than. Mình có pin 18 mình bỏ đỡ pin 14 thử nha mọi người. Bếp tính của mình tính 14 mà cũng chỉ có một vài trời. Được chứ? Máy con khởi là đẹp. Thân máy mình bán 1 triệu nha mọi người. 18. Thân máy 1 triệu nha mọi người. Ok. 19. 19 ở đây mình có một con bản đinh Hitachi. Con này bản đinh U. Đinh 13, đinh U. Ok. Đó. Để thử cho mọi người xem này. Đinh U 13 nha mọi người. Mọi người xem thông số của nó ở đây này. Đó. Ok chưa? Đây. 13. Các bạn phải nhấn vô vào chai này. Ok, có khóa co ở đây nữa này. Được chưa? Rồi, con này. Mình bán thân máy 850 nha mọi người. Đây là 94.4V, thân máy 850. À, số 19 850. Ok. Rồi 20 ở đây mình có một con cưa lồng Nati 12V. Con này có 3 cấp đá lưỡi với 1 cấp số 0 hay không đá lưỡi này. Được chưa? Đó. Thảo mở lưỡi ở đây. Đó. Ok. Bàn này thì bàn cái ốc này là nghiêng được nha mọi người. Này nó chỉ bị dập một xíu ở đây thôi. Dập cái này dập xú chứ không phải dập bình nhựa đó nha. Này con này dòng đời mới, khỏi chạy pin 10.8 luôn. Chạy pin 10.8 là dòng đời mới luôn. 12V 10.8. Đây. Điều tóc đôi đang hoang nha mọi người.
đó đó. Mình xin lưu ý mọi người này, tất cả những máy này đều là máy mình chưa vệ sinh, nên về mọi người thử máy á, bỏ pin vào thử thì phải vệ sinh mấy cái chân pin này, chỗ tiếp xúc này cho nó tốt này, được chưa? Nhiều người á về kiểu thế này cắm thẳng vô, xong rồi kêu ố không chạy không chạy không chạy, rồi bật đi, rồi không nhận hàng, rồi tốn tiền ship, mình mệt mỏi lắm nha mọi người. Đây con số 20, thân máy vỏ pin bán 1 triệu nha mọi người. Nha, 1 triệu nhé. Hôm bữa giờ mất cả triệu tiền ship vì những cái vụ đó đó đó. Cứ ship 100.000 biết bao nhiêu tiền về cái mấy cái vụ nữa rồi á. Cứ hoàn vì gì? Bỏ vô không chạy, đâu có vệ sinh nhân viên mà không chạy thôi. Nói chung là mấy anh ai biết thì chơi đâu bài, anh biết thôi đừng nên chơi. Mình nói thật gì đó. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.